lợi nhuận kế toán trước thuế nè, thì chúng ta lấy từ cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ra của công ty này. Đây các bạn. Đó, chỉ tiêu 50 chúng ta enter. Rồi sau đó chúng ta điều chỉnh khấu hao, thì chúng ta sẽ ghi khấu hao, tức là chúng ta sẽ ghi là nợ chi phí có 2,14 trong kỳ. Thì cái đây nó là chi phí nhưng mà nó không phải bằng tiền, thì chúng ta phải làm sao? Tức là nó đã hạch toán chi phí trong đây rồi nè, nhưng mà nó không phải bằng tiền, thì chúng ta phải điều chỉnh cái doanh thu và chi phí không phải bằng tiền ra. Vậy chúng ta dục chi phí đi. Dục chi phí ra thì làm cho cái khoản lợi nhuận này tăng, đúng không các bạn? Tại vì chi phí nhưng mà nó không phải bằng tiền, tức là nó không chi ra. Được chưa? Thì chúng ta phải điều chỉnh đó. Điều chỉnh giảm chi phí đi thì làm cho lợi nhuận này tăng. Vậy chúng ta ghi dương. Đây chúng ta lấy tài khoản 214 nè, đó, lấy nợ chi phí có 214. Rồi được chưa? Thì sau khi mà chúng ta làm là gì, cái cột đây là tôi đã làm trước rồi nè, nên các bạn so sánh luôn. Được chưa bạn? Tôi làm ở cột này để so sánh lại cột kết quả này luôn cho các bạn so sánh kịp thời luôn, được chưa? Cái cột E đây á là cái cột tôi đã làm trước rồi. Bây giờ chúng ta thực hành để chúng ta xem giữa cái cột F đây nè với lại cái cột E nè nó có bằng nhau hay không, chúng ta so sánh luôn, được chưa? Còn sau này chúng ta làm thì ví dụ như chúng ta làm năm 2016 thì chúng ta phải để ở cột năm nay. Còn năm trước thì chúng ta phải lấy lưu chuyển tiền tệ của năm 2015. Vậy thì các bạn, còn bây giờ các bạn đừng có quan tâm cột năm nay và cột năm trước làm gì. Các bạn chỉ hiểu là cái cột E đây là cái cột tôi đã làm sẵn rồi để chúng ta so sánh lại, được chưa? Ok, bây giờ chúng ta thực hiện cái cột F này để chúng ta so sánh lại cục E coi kết quả giống nhau hay không. Rồi giống nhau rồi nè. Rồi dự phòng thì không có. Công ty của mình không có dự phòng ở trong năm. Nếu mà có dự phòng tức là chúng ta hạch toán nợ chi phí có của 229 thì chúng ta sẽ ghi dương. Còn nếu mà chúng ta hoàn nhập dự phòng thì chúng ta ghi nợ 229 có của gì? Có của chi phí thì chúng ta sẽ ghi gì các bạn? Ghi âm. Được chưa? Lãi lỗ trên là tỷ giá hối đoái chưa thực hiện trong năm. Tức là làm sao các bạn? Tức là ở công ty này cũng không có đánh giá trên là tỷ giá cuối năm. Được chưa? Còn nếu mà có đánh giá trên là tỷ giá cuối năm, nếu mà lãi thì chúng ta ghi âm. Còn lỗ chúng ta ghi dương. Được chưa các bạn? Rồi. Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư. Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư thì ở đây nó trích dẫn cho các bạn nè. Nó chỉ dẫn cho các bạn nè bạn. Các bạn xem. Tức là lãi từ cái gì? Hoạt động bán tài sản cố định, chuyển nhượng bán tài sản cố định, lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng. Được chưa bạn? Lãi từ bán tài sản cố định, lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng. Ok. Rồi người ta nói nè, nếu mà mình ghi âm á, mình ghi âm khi mà lãi mà mình ghi dương khi là lỗ. Như vậy bây giờ chúng ta xem cái hoạt động đầu tư của công ty này nha. Vậy là chúng ta phải lấy lãi tiền gửi nè. Lãi tiền gửi là tài khoản 515. Chúng ta mở ra 515. Đây. Lấy số này. Cộng số này. Rồi chúng ta cộng vô trước đã. Rồi trong năm này công ty có bán tài sản cố định nữa các bạn. Người ta có bán tài sản cố định nữa. Thì mình mới xem coi cái hoạt động này á. Là nó đang lãi hay đang lỗ nha. Được chưa? Thì chúng ta xem. Lấy 711 nè. Đó. Chúng ta lấy 711. Chúng ta trừ cho gì? 811. 811 đấy các bạn. Đó. Chúng ta trừ nó ra. Rồi. Được chưa? Đó. Chúng ta trừ nó ra. Rồi. Được chưa? Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư. Đó. Lấy 711 nè. Chúng ta trừ cho 811. Ok. Vậy bây giờ chúng ta trừ ra nó ra bao nhiêu nha. Đầu tiên chúng ta lấy về cái lãi 515 trước nè. Đó, nó ra bao nhiêu đây. Rồi được chưa? Bây giờ chúng ta xem coi là cái hoạt động đầu tư nè. Đó, chúng ta lấy 140, chúng ta trừ cho 155, đó là nó ra 15 triệu các bạn. 15 triệu, được chưa? Chúng ta lấy 15 triệu này
chúng ta cộng cho cái lãi này. Đó, thì nó ra là 9761570. Như vậy là nó đang lỗ. Lỗ thì chúng ta sẽ ghi dương. Đúng chưa? Nè, cái đây là lãi từ hoặc cái đây là lãi từ tiền gửi nè. Còn đây là lỗ từ gì? Lỗ từ bán tài sản cố định, đây là hoạt động đầu tư. Nên chúng ta cộng hai số này lại thì nó ra làm sao? Nó là lỗ đúng không các bạn? Đó, thì chúng ta ghi dương. Thì chúng ta ghi là 9761570. Rồi được chưa? Vậy đúng rồi nè. Ok không? Rồi chi phí lãi vay, tức là chúng ta sẽ ghi sẽ lấy cái tài khoản là nợ 635 là chi phí lãi vay. Chi phí lãi vay nợ 635 và có 111112. Được chưa các bạn? Thì chúng ta sẽ ghi làm sao các bạn? Chúng ta dục cái khoản chi phí đó ra. Dục cái khoản chi phí lãi vay đó ra. Được chưa? Thì chúng ta sẽ ghi dương vì chi phí dục ra. Chi phí dục ra ở trên đây là nó làm cho lợi nhuận tăng. Rồi hiểu chưa? Rồi, bây giờ chúng ta phải dục cái chi phí lãi vay đây, chi phí lãi vay là 635. Đó, chúng ta dục ra đây. Được chưa các bạn? Đó, chúng ta dục nó ra. Rồi, đúng rồi nè. Đó. Rồi, tăng giảm cái khoản phải thu. À, tăng giảm cái khoản phải thu. Thì ở đây nó điều chỉnh về cái trên bảng cân đối kế toán. Thì chúng ta phải lấy trên cái bảng cân đối kế toán các bạn. Phải lấy trên bảng cân đối kế toán. Đây, trên bảng cân đối kế toán các bạn. Đó, chúng ta phải làm sao? Lấy cuối kỳ. Chúng ta lấy cuối kỳ, chúng ta trừ cho đầu kỳ. Được chưa? Bằng nè. Đó, lấy cuối kỳ nè. Trừ cho gì? Đầu kỳ. Đó, được chưa? Đó, chúng ta copy nó xuống. Rồi. Thì cái cách lập như thế nào đây? Nè. Cách lập như thế nào đây các bạn? Lấy những cái tài khoản 131, 141, 331, 133, 244. Vậy chúng ta bằng. Chúng ta bằng. Lấy cuối kỳ trừ cho đầu kỳ. Đúng không? Bây giờ chúng ta bằng chữ đi. Đây. 133 nè. Đó, chúng ta bằng số này. Chúng ta cộng. Chúng ta cộng cho cái gì? Đây. Cộng cho 133 nè. Rồi cộng với gì nữa đây? Cộng với gì đây bạn? Rồi hết rồi đó. Phải thu dài hạn cũng hết rồi. Đó, nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Enter. Đó, nó là 147 nè. Sau khi mình cộng lại thì nó ra số dương. Lấy cuối kỳ trừ cho đầu kỳ. Mà nó ra số dương. Đây, nó đang ra số dương nè. Thì chúng ta ghi âm. Nên chúng ta phải để cái này thành dấu gì? Dấu trừ. Rồi, được chưa? Rồi, giống rồi nè. Giờ tăng giảm hoàn tồn kho, lấy cuối kỳ trừ đó đầu kỳ. Nó dương thì chúng ta ghi âm. Mà nó âm thì chúng ta ghi dương. Rồi, chúng ta xem. Hàng tồn kho. Đây. Hàng tồn kho nè các bạn. Đó, hàng tồn kho nè. Đó, 38. Được chưa? Vậy là nó âm. Thì chúng ta phải ghi dương. Nên dưới đây chúng ta làm sao? Đặt cái dấu trừ. Đó. Thì đầu tiên là chúng ta. Đó, chúng ta lấy cuối kỳ trừ đầu kỳ đó đúng không? Lấy cuối kỳ trừ đầu kỳ nè. Đó, nó ra âm nè. Thì chúng ta ghi dương. Ghi dương chúng ta để ra dấu trừ nữa thì nó trở thành dương thôi. Rồi được chưa? Vậy xong. Tăng giảm cái khoản phải trả. Thì chúng ta lấy cuối kỳ trừ cho đầu kỳ. Nhưng mà không kể gì. Lãi vay phải trả và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Vậy được chưa? Lấy cuối kỳ trừ cho đầu kỳ. Nó âm thì chúng ta ghi âm. Mà nó dương thì chúng ta ghi dương. Nhưng mà không kể lãi vay phải trả và thuế thu nhập doanh nghiệp. Như vậy chúng ta dòm đây. Như vậy nè. Chúng ta xem tài khoản 3334 nè. Có thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp nè. Được chưa bạn? Tức là chúng ta phải trừ cái khoản này ra. Thì đầu tiên chúng ta cứ làm lấy tăng giảm cái khoản phải trả, lấy cuối kỳ trừ đầu kỳ, nó bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp luôn cái đã. Được chưa bạn? Rồi, bây giờ chúng ta làm. Đây, chúng ta bằng. Mở qua cân đối kế toán. Đây, tăng giảm cái khoản phải trả nè.
Đó, được chưa bạn? Tăng giảm khoản phải trả đây, chúng ta lấy nè. Đó, chúng ta cộng nó vào thuế luôn nè. Đó, nó có 334 trong này nè, được chưa? Không có kể 33, không kể 341 ở đây, không kể lãi vay. Đó, chúng ta enter. Được chưa bạn? Vậy là nó vẫn còn nè, bạn thấy không? Đó. Nhưng mà ở đây làm sao? Mình đã kể lãi vay phải trả, mình đã kể với cái gì thuế thu nhập doanh nghiệp ở trong này rồi, nhưng bây giờ mình phải trừ nó ra. Mình trừ cái thuế nhập doanh nghiệp ra. Thuế nhập doanh nghiệp của nó là bao nhiêu? Các bạn xem nè, thuế nhập doanh nghiệp của nó là bao nhiêu? 15.424.040. Mình mới trừ cái đó ra. Mình trừ 15.424.040, mình trừ nó ra. Tại người ta nói lấy tăng giảm cái khoản phải trả là không cái kể chi phí, không có kể gì thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, nên mình phải trừ nó ra. Đó, vậy đúng chưa? Vậy mình trừ nó ra nó vẫn âm thì mình ghi âm. Được chưa bạn? Đây, tại vì cái thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp nó còn số dư cuối kỳ nè, nó còn nằm ở trong đây nè các bạn. 15.424 á thì nó đang nằm ở trong đây nè. Đây nè, nó đang nằm ở đây nè, nên mình phải trừ nó ra. Được chưa? Rồi, vậy là giống rồi nè. Bây giờ tăng giảm chi phí trả trước. Tăng giảm chi phí trả trước ở đây á là chúng ta chỉ lấy về cái hoạt động sản xuất kinh doanh thôi, còn hoạt động đầu tư á là chúng ta không có lấy. Được chưa bạn? Như vậy ở đây nè, chúng ta để ý nè. Tức là chúng ta lấy 242, lấy cuối kỳ trừ đầu kỳ của hoạt động sản xuất kinh doanh thôi. Mà nó âm thì chúng ta ghi âm, nó âm thì chúng ta ghi dương, mà nó dương thì chúng ta ghi ghi âm, thì chúng ta bằng. Đây các bạn, chúng ta bằng. À, lấy 242 ngắn hạn và dài hạn luôn, được chưa? Nhưng mà của hoạt động gì? Sản xuất kinh doanh thôi. Đây, chúng ta lấy cái chỗ này. Đây các bạn, đó, chúng ta lấy nè. Được chưa? Chúng ta cộng ngắn hạn nè, chúng ta cộng thêm cái gì? 242 dài hạn nữa. Đó, được chưa? Enter. Nhưng mà chúng ta phải làm sao? Phải trừ đi cho cái 242 mà mua trong kỳ của hoạt động sản xuất, của hoạt động, đây là hoạt động dài hạn nè. Được không? Mua máy đeo là hoạt động dài hạn các bạn. Nó trên 12 tháng nên mới đưa vào 242 này, chúng ta phải trừ nó ra. 12.780. Được chưa? Chúng ta trừ nó ra. Trừ 12.780 ra. Được không? Chúng ta trừ 12.780. Rồi. Vậy sau khi mình chúng ta làm ra lấy cuối kỳ trừ đầu kỳ mà nó dương thì chúng ta ghi âm, mà nó âm thì chúng ta ghi dương. Vậy ở đây nó đang dương thì chúng ta ghi âm. Được chưa? Nó đang dương thì chúng ta ghi âm, nên chúng ta đặt ở đây dấu trừ. Rồi, xong. Lãi vay phải trả, tức là chúng ta ghi gì? Tiền đi ra đó, nợ 635 hoặc là nợ 335 có tiền. Vậy chúng ta ghi tiền đi ra. Chúng ta lấy dấu trừ, chúng ta ghi cái tài khoản 635. Đó, tiền đi ra, đây, mình có trả nè, đó, được chưa? Enter. Đó, nó bằng rồi nè, thấy không? Rồi, tiền thu khác không có, tiền chi khác. Tiền chi khác ở đây á là chúng ta chỉ lấy trả tiền cho thuế nhập khẩu thôi các bạn. Được chưa? Còn nộp bảo hiểm xã hội, nộp thuế thu nhập cá nhân đồ thì nó đã nằm ở trong chi phí ở trên này rồi, nên chúng ta không lấy về cái chi khác mà nó đã chi nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế rồi, chúng ta không có lấy, mà chúng ta chỉ lấy nộp tiền thuế nhập khẩu thôi. Được chưa? Đây, thuế nhập khẩu nè. Đó, chúng ta chi, chúng ta ghi nó ra, ghi âm. Rồi. Chạy đi chưa bạn? Đó. Cái phần chi khác này với lại thu khác này nó không có giống với trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình đâu nha, không có giống theo cái phương pháp trực tiếp đâu. Được chưa bạn? Nó không có giống theo phương pháp trực tiếp đâu. Đó. Rồi, chi để mua sắm tài sản cố định. Rồi. Như vậy là trong năm á, mình đã mua sắm tài sản cố định bao nhiêu đâu? Và chi phí trả trước và tài sản dài hạn khác nè. Chi mua sắm tài tài sản cố định và tài sản dài hạn khác,
Như vậy mình mới xem là trong năm nè, 241 nè. Đó. 241 đây là mình có mua nè. Mua sắm tài sản cố định nè các bạn. Được chưa? Mua sắm tài sản cố định. Đây, nó sẽ bằng. Đó, tại cái 331 đây trong kỳ mình đã trả tiền rồi. Đây. 331 các bạn xem trong kỳ mình đã trả tiền rồi nè. Đây, các bạn xem nha. 112 Sacombank nè. Đó, 331 mình đã trả tiền nè, mình đã trả tiền cho Dow One nè, đó, là 162 triệu nè, là nằm ở đây nè. Đó, vậy được chưa? Như vậy trong kỳ của mình đó là mình chi mua sắm tài sản cố định là 162 triệu nè, các bạn xem. Mình sẽ ghi làm sao đây. Đây các bạn. Đó, mình sẽ bằng âm 162400123. Rồi vậy được chưa các bạn? Và bắt đầu mình trừ tiếp cho chi là phải đi ra mà. Mình xem chỗ 241 nè, nó có 3 triệu rồi vận chuyển nè. Được chưa bạn? Nên chúng ta trừ thêm 3 triệu này nữa. Rồi được chưa? Tiếp và chúng ta phải trừ thêm cái chỗ cái 242 đây nè, chúng ta mua nè, đó. Mua tài sản dài hạn nè. Chúng ta trừ nó ra. Được chưa bạn? Rồi đúng rồi nè, thấy không? Tại sao chúng ta không có trừ 40 triệu này? 40 triệu cái mà nộp thuế nhập khẩu đây nè. Nộp thuế nhập khẩu nè, chúng ta không có tính vô. Không có tính vô vì chúng ta đã đưa vô cái chỗ chi khác rồi. Được chưa? Chúng ta đưa vào chi khác rồi nè. Rồi xong, bây giờ tiền thu từ thanh lý tài sản cố định. Tiền thu từ thanh lý, vậy chúng ta lấy cái 711 của mình nè, là thu là bao nhiêu đây? Thu là 140 triệu nè. Được chưa? 140 triệu đây mình có thu tiền rồi các bạn. Mình có thu tiền rồi. Chứ không phải là chưa thu đâu nha. Cái chỗ này là nó ghi là tiền thu nè. Tức là mình đã thu rồi đó. Đây các bạn xem cái chỗ này nè. Đây nè, 140 triệu nằm chỗ này, công ty S này, mình bán tài sản cố định ở chỗ này nè các bạn. Được chưa? Tức là mình đã thu tiền rồi nè. Nợ 112 nè, có gì? 131 nè, nó có VT trong này, nó có VT đầu ra ở trong này là 140 triệu trong này. Được chưa? Đây, 140 triệu là đã thu tiền rồi nha, đã thu bằng tiền gửi ngân hàng rồi. Thì chúng ta ở đây chúng ta bằng. Nếu mà mình lấy từ cái thu mình trừ cho cái chi, được chưa các bạn? Thì mình sẽ ghi vô đây, lấy cái thu nè. Mình trừ cho cái chi. Đó, chi là bao nhiêu? Có 4 triệu 2 thôi đó, mình ghi vô đây. Rồi. Được chưa? Tiền lãi nhận được, ở đây là lãi tiền gửi nè, lãi cho vay nè. Đây, ở đây mình lãi tiền gửi, mình ghi vô đây. Mình ghi dương, được chưa? Tiền lãi thu được mà, đó mình ghi dương. Rồi. Trong kỳ của mình có vay, không phải, mình có phát hành, mình có thu thêm tiền góp vốn. Được chưa? Mình sẽ ghi dương, mình lấy 411 ra, mình ghi dương nè, đó. Rồi được chưa các bạn? Đó. Như vậy là kết quả mình làm nó giống như cái cục E này rồi. Nó ra số đúng rồi nè. Được chưa bạn? Để là bạn yên tâm rồi. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ, tức là chúng ta lấy ở cái bảng cân đối kế toán của cái mã là bao nhiêu đây? Mã 110 các bạn. Của đầu năm, đây. Mã 110 nè, chúng ta lấy đầu năm. Rồi. Được chưa bạn? Rồi còn cái ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá này là chúng ta lấy đánh giá lại trên là tỷ giá cuối năm của tài khoản 111, 112, 113 và 128. Nếu mà lãi á, tức là nợ 112, nợ 11, 112, 113, 128 mà có 43 á, thì chúng ta ghi dương. Còn nếu mà lỗ, tức là chúng ta ghi nợ 43 có 111, 112, 113, 128 thì chúng ta ghi âm. Ở công ty này không có cái đánh giá trên là tỷ giá cuối năm của tài khoản tiền và tương đương tiền, nên chúng ta không có ghi ở đây. Rồi sau đó chúng ta lấy mã 60 cộng mã 61 thì ra mã 70. Đó. Đó nó bằng rồi nè. Vậy sau khi chúng ta làm xong, làm sao chúng ta biết đúng hay sai? Thì chúng ta mới đối chiếu tiền và tương đương tiền cuối kỳ đây nè, nó bằng với lại mã 110 trên bảng cân đối kế toán cuối năm là chúng ta đúng. Chúng ta mở là bảng cân đối kế toán. Đây, mã 110 đây, chúng ta bằng. Đó. Chúng ta bằng trừ. Rồi, đó, nó bằng không? Bằng. Vậy là đúng rồi, được chưa các bạn? Rồi. Cảm ơn các bạn. Như vậy là chúng ta đã lập được cái lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp. Được chưa các bạn? Thì nó khớp số liệu với lại theo phương pháp trực tiếp.
Thì khi mà đi làm á thì thường thường các bạn không có quen làm theo phương pháp gián tiếp này, làm theo phương pháp gián tiếp này á, nó hơi bị rối các bạn, nó rất là khó. 10 người làm tôi đảm bảo 10 kết quả khác nhau chứ nó không giống nhau đâu. Tại vì để mình đọc, mình hiểu từng cái chỉ tiêu, mấy cái chỉ tiêu ở trên này nè, điều chỉnh đây nè, của cái hoạt động sản xuất kinh doanh này nè, là không phải, nó rất là khó. Được chưa? Không có làm được đâu. 10 người làm 10 kết quả khác nhau. Tôi đã có một cái video về cái, nói về cách lập mà lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp cho các bạn rồi đó. Mà tôi chỉ các bạn cái cách lập, cái cách nhớ, cái cách luyện để làm sao mà mình lập được lưu chuyển tiền tệ cho nó đúng á, thì chúng ta phải làm sao cho ít nghiệp vụ thôi, cho 5-6 nghiệp vụ thôi, rồi từ đó chúng ta làm để chúng ta lập lưu chuyển tiền tệ theo pháp gián tiếp, để chúng ta kiểm soát được cái từng chỉ tiêu trên này nó làm ra như thế nào, rồi sau đó chúng ta mới tăng dần từng cái nghiệp vụ, tăng dần từng cái nghiệp vụ, được không các bạn? Thì từ đó chúng ta mới biết được cái cách lập lưu chuyển tiền tệ theo pháp gián tiếp. Chứ còn mà bây giờ mà các bạn vào làm thẳng lưu chuyển tiền tệ theo pháp gián tiếp luôn á, là 10 người sẽ có 10 kết quả khác nhau. Thì chứ bạn, nên khi đi làm thì tôi khuyên các bạn làm sao, nói chung là về cách lập á, thì tôi nghĩ là cũng không quan trọng lắm. Chủ yếu chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa của lưu chuyển tiền tệ là gì, ý nghĩa của lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là gì, là mã 20 nè, ý nghĩa nó là gì, và ý nghĩa mã 30 lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư, và ý nghĩa mã 40 lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính là gì, và ý nghĩa của mã 50 là gì, ý nghĩa mã 60 là gì, ý nghĩa mã 70 là gì. Cái đó là cái quan trọng. Mình nhìn vô đó mình đánh giá được lưu chuyển tiền thuần của từng hoạt động trong công ty là cái đó quan trọng. Còn cái cách lập thì chúng ta phải luyện từ từ các bạn. Rồi, được chưa? Rồi, cảm ơn các bạn. Hy vọng cái video này sẽ giúp ích cho các bạn nào đang có sở hữu bộ sách tự học, bộ sách bài tập và bài giải xuyên suốt công ty tính giá thành theo phương pháp hệ số. Biết được cái cách lập lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp của mình, nó ra kết quả nó giống với lại lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp. Rồi, chào các bạn. Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đọc về cái bộ bài tập và bài giải xuyên suốt của một công ty tính giá thành theo phương pháp hệ số. Được chưa? Thì đầu tiên á, các bạn cầm cái quyển số 1 này ra nè. Quyển này là quyển bài tập, được không? Thì các bạn mở cái phần mục lục trước. Mục lục các bạn. Được chưa? Thì các bạn đầu tiên các bạn đọc cái đề bài nè. Trong mục lục này thiết kế đề bài. Đề bài là nó cho các bạn tất cả các nghiệp vụ. Được chưa? Tất cả các nghiệp vụ từ lúc mà công ty có số dư đầu kỳ rồi phát sinh cho đến sao khóa sổ rồi kết chuyển như thế nào đó. Rồi sau đó thì chúng ta dựa vô những cái nghiệp vụ đó, chúng ta sẽ tiến hành lập chứng từ. Đó. Ở đây nó có tất cả là 46 cái nghiệp vụ của một tháng, được không? Chúng ta lập chứng từ xong thì sau đó chúng ta tiến hành ghi ghi sổ. Đây chúng ta có phần ghi sổ đây, được chưa? Sau khi ghi sổ xong thì chúng ta tiến hành làm gì? Thực hành lập báo cáo tài chính, được không? Sau khi thực hành lập báo cáo tài chính xong, chúng ta tiến hành phần gì? Phần thực hành lập tờ khai thuế trị tăng, được chưa bạn? Rồi sau đó chúng ta tiến hành lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân tạm tính, rồi thuế thu nhập doanh nghiệp quyết toán và thuế thu nhập gì cá nhân quyết toán, được chưa? Bây giờ tôi mở ra chi tiết trong cái bộ sách này cho các bạn xem đây. Đây là các bạn cái đề bài nè. Đó, các bạn đọc. Đọc cái đề bài, được chưa? Đó.